kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đến với bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với những tin tức thời sự Hưng Yên, tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý. Sáng nay, huyện Kim Động tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện đề án chuyển hóa, xây dựng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên không có ma túy giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030, thực hiện thí điểm chuyển hóa xây dựng địa bàn huyện Kim Động không có ma túy năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo kế hoạch năm 2024, huyện Kim Động sẽ giữ vững 6 xã không có ma túy đã đạt được trong năm 2023 và lựa chọn chuyển hóa thêm 5 xã thị trấn không có ma túy. Phấn đấu đến hết năm 2024, có 11 trên 17 xã thị trấn không có ma túy đạt tỷ lệ 64,7%. Đến hết năm 2025, có 100% xã thị trấn không có ma túy. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng đánh giá cao sự quyết tâm trong việc đẩy lùi tệ nạn ma túy của huyện Kim Động. Đồng thời yêu cầu Kim Động tiếp tục cần đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Sáng nay, tại siêu thị The City Yên Mỹ, Sở Công Thương tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024. Lễ phát động Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 là dịp để tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, đồng thời kêu gọi các tổ chức cá nhân cung cấp hàng hóa dịch vụ trên cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng để mạnh ứng dụng phát triển công nghệ tiên tiến để sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ an toàn, bảo đảm chất lượng. Đối với người tiêu dùng, hãy sử dụng quyền lựa chọn của mình một cách hiệu quả, lựa chọn những sản phẩm tốt, thân thiện với môi trường của những doanh nghiệp có uy tín. Hãy lên tiếng phản ánh, đấu tranh, chống lại những hành vi xâm hại, thiếu tôn trọng, gian lận của các tổ chức cá nhân mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, đồng thời tích cực tham gia cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Ngày 12 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định số 559 phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án trung tâm thương mại Go Hưng Yên. Theo đó, trung tâm thương mại Go Hưng Yên có diện tích trên 15.800 m², thuộc địa bàn quản lý của phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Khu trung tâm thương mại dịch vụ có không gian kiến trúc hiện đại tạo điểm nhấn cho khu vực trung tâm thành phố Hưng Yên và phục vụ nhu cầu thương mại dịch vụ của người dân khu vực. Việc phê duyệt đồ án quy hoạch là căn cứ để thiết kế cơ sở hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục công trình thuộc dự án, xây dựng và quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt. Đơn vị tổ chức lập quy hoạch là Công ty Cổ phần Bất động sản Việt Nhật. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Theo chương trình phiên họp thứ 31, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ. Nội dung đáng chú ý là dự thảo luật tiếp tục đề xuất cấm lái xe khi đã uống rượu bia. Theo Bộ Công an, việc kiểm soát vi phạm nồng độ cồn đối với lái xe đang phát huy rất hiệu quả. Trong năm 2023, sau khi lực lượng chức năng tăng cường xử lý đối với người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, số vụ tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia giảm 25% số vụ, 50% số người chết, 22% số người bị thương so với cùng kỳ của năm 2023. Do đó, cần tiếp tục duy trì việc kiểm soát xử lý quyết liệt, phát huy hiệu quả hơn nữa về chủ trương này. Với các lý do nêu trên, Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho tiếp tục kế thừa quy định của Luật Phòng chống tác hại của rượu bia, cấm người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn tham gia giao thông để có chế tài xử lý nghiêm khắc, dần hình thành thói quen văn hóa đã uống rượu bia không lái xe. Sau khi ý thức văn hóa giao thông hình thành tốt, có thể nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa yêu cầu các nhà mạng phải xử lý triệt để vấn đề sim rác, nếu không sẽ áp dụng các mức phạt cao nhất là đình chỉ hoạt động phát triển thuê bao mới và báo cáo kỷ luật người đứng đầu. Cụ thể, từ ngày 15 tháng 4 tới, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông di động chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu trên thị trường còn xuất hiện SIM của doanh nghiệp mình được kích hoạt sẵn mua bán lưu thông. Trường hợp phát hiện SIM thuê bao được bán cung cấp tại các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông có sẵn thông tin thuê bao trước khi kích hoạt đưa vào sử dụng, được kích hoạt đưa vào sử dụng nhưng có thông tin chưa trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Thông tin và Truyền thông giao thanh tra Bộ tiến hành thanh tra xử lý vi phạm với mức xử phạt cao nhất là đình chỉ hoạt động phát triển thuê bao mới. Đồng thời, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có văn bản nhắc nhở doanh nghiệp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét việc kỷ luật người đứng đầu của doanh nghiệp vi phạm.
Bộ Tài chính vừa có công văn hồi đáp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về đánh giá tác động của cải cách tiền lương mới kể từ ngày 1 tháng 7 đến thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội. Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị xem lại đề xuất tăng lương hưu, các khoản trợ cấp lên 15-38,9%, vì với mức tăng như trên, tổng kinh phí chi trả là hơn 17.000 tỷ đồng, gấp 2,3 lần nguồn kinh phí được Quốc hội phê duyệt, vượt khả năng cân đối của dự toán ngân sách nhà nước nửa cuối năm 2024. Bộ Tài chính nêu rõ, ngân sách trung ương khó khăn, tiền bố trí cho tăng lương hưu và các khoản trợ cấp hạn chế, trong khi một số địa phương dư nguồn lực lớn cho cải cách tiền lương. Nhằm giảm áp lực cho ngân sách nhà nước và chủ động nguồn kinh phí, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Lao động báo cáo cấp thẩm quyền cho phép dùng nguồn tích lũy của Trung ương và tiền còn dư của địa phương sau cải cách tiền lương để chi cho các chính sách này. Những ngày này, 45 chiến sĩ của Sư đoàn 3, Quân khu 1 diễn tập tái hiện hình ảnh đoàn dân công hỏa tuyến thồ hàng bằng xe đạp chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hình ảnh gợi lại quá khứ hào hùng của cha ông khiến nhiều người bày tỏ sự xúc động và tự hào. Đại diện đơn vị Sư đoàn 3 cho biết, trong hình ảnh đăng tải trên mạng, các chiến sĩ chỉ sử dụng đạo cụ và phục trang tạm thời để luyện tập. Đến ngày diễu hành chính thức, họ sẽ được cấp phát trang phục dân công hỏa tuyến và những chiếc xe đạp thồ được phục dựng theo đúng nguyên mẫu trong lịch sử. Đội diễu hành sẽ huấn luyện tại Sư đoàn đến ngày 7 tháng 4, sau đó được chuyển đến Trung tâm huấn luyện Miếu Môn để tiếp tục hợp luyện. Từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 10 tháng 5, họ sẽ có mặt tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên để phục vụ lễ kỷ niệm. Chuyển sang phần tin quốc tế. Cơ quan chống độc quyền của Italy đã phạt ứng dụng chia sẻ video TikTok 10 triệu euro, tương đương khoảng 10,9 triệu đô la Mỹ, vì không bảo vệ được trẻ vị thành niên khỏi những nội dung độc hại. Cơ quan trên nhấn mạnh, TikTok đã không có các biện pháp hiệu quả để kiểm soát nội dung trên nền tảng này, đặc biệt là những nội dung có thể đe dọa đến sự an toàn của trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương. Bên cạnh đó, TikTok cũng sử dụng thuật toán để khuyến khích việc sử dụng ứng dụng này ngày càng nhiều hơn. Do đó, cơ quan chống độc quyền Italy đã phạt tiền 3 công ty thuộc tập đoàn ByteDance Trung Quốc chủ sở hữu của TikTok tại 3 quốc gia là Ireland, Anh và Italy. Tháng trước, cơ quan chống độc quyền của Italy cũng đã mở cuộc điều tra xác định trách nhiệm của TikTok trong việc phổ biến nội dung có thể đe dọa đến an toàn tâm lý và thể chất của người dùng, cáo buộc hãng không thực hiện các biện pháp để ngăn chặn phổ biến nội dung trên. Mới đây, một nhạc sĩ nổi tiếng Đài Loan, Trung Quốc đã tái tạo lại hình ảnh cô con gái 22 tuổi qua đời vì bệnh ung thư bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo để vợ mình có thể nghe được con gái hát mừng sinh nhật. Tháng 12 năm 2021, gia đình nhạc sĩ Bao Tiểu Bách đã trải qua nỗi đau lớn khi cô con gái Bao Dung của họ qua đời sau một thời gian chiến đấu với căn bệnh hiếm gặp. Để xoa dịu nỗi đau mất con, sau 2 năm, nhạc sĩ Tiểu Bách đã đăng tải một video lên tài khoản mạng xã hội của mình với hình ảnh con gái Bao Dung nói với mẹ rằng con nhớ mẹ và chúc mẹ sinh nhật vui vẻ, sau đó hát chúc mừng sinh nhật bà. Tất cả là nhờ công nghệ trí tuệ thông minh nhân tạo AI. Ông Bách cho biết, do gia đình còn lưu giữ khá nhiều bức ảnh của con gái nên việc tái tạo hình ảnh là rất dễ, nhưng việc tái tạo giọng nói tốn nhiều công sức hơn. Nhóm phát triển trí tuệ nhân tạo ở Trung Quốc mà ông làm việc chỉ sử dụng 3 câu tiếng Anh mà con gái ông nói khi gọi điện video về với mẹ để tạo ra tiếng hát của cô. Các nhà nghiên cứu Hàn Quốc vừa công bố một bước tiến mới trong lĩnh vực thực phẩm nhân tạo với sản phẩm được gọi là gạo thịt bò. Đây được kỳ vọng là giải pháp thay thế bền vững cho thịt bò chăn nuôi thân thiện với môi trường và có giá cả phải chăng. Nhóm chuyên gia của Đại học Yonsei, tác giả của nghiên cứu cho biết, gạo thịt bò là loại gạo đầu tiên sử dụng hạt ngũ cốc làm cơ sở để nuôi cấy tế bào cơ và mỡ động vật. Có hình dạng như hạt gạo thông thường nhưng màu hồng nhạt. Gạo thịt bò chứa khoảng 8% protein và 7% chất béo, cao hơn gạo thông thường. Đáng chú ý, 18% protein có nguồn gốc từ động vật. Do đó, đây là nguồn cung cấp dồi dào các axit amin thiết yếu. Với giá thành khoảng 2 đô la Mỹ 1 kg và thân thiện với môi trường, gạo thịt bò có khả năng cạnh tranh trên thị trường nếu các nhà nghiên cứu giải quyết được bài toán về hương vị. Bên cạnh đó, sản phẩm gạo thịt bò được cho là có lợi thế về mặt an toàn thực phẩm do ít người bị dị ứng với gạo hơn so với đậu nành hay các loại hạt khác. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.